Trời ơi, tối hôm nay đi hơi trễ. Sao sao? À, hôm nay tiếp xúc mùa thi hả? Không thầy, em đi đi hỏng chuyện thôi, hỏng drama thôi. Hỏng drama. Em có nơi nào có drama là nơi đó có em. Dạ. Yeah. Đúng rồi. À, đỉnh vậy. Có màu hồng là nó có thiên ăn. Có màu hồng có em. Hôm nay ra hơi chế quá, tự nhiên bên toàn thân á, người ta thi có 4 tiết à. Còn bên chân dung là thi 5 tiết. Cái đang chuẩn bị ở nhà á, rồi mấy đứa toàn thân nó ra rồi, nó thông báo là thầy ơi em ra rồi. Hết hồn luôn. Xong ừ thì bây giờ toàn thân nó ra đó, xong cái hết hồn luôn, tưởng bị gì á, chạy lên chưa kịp ăn sáng gì luôn, ha bỏ tay luôn á. À hello Ý, hello. Ừ Ý bạn Như á. Ủa hello thầy, hello em. Hello. Sao rồi? Ai? Ai? Ai bên đó? Dạ con Nhi với lại con Ngân. Đâu? Thấy gì đâu? Nó đang ngồi ở Ý nước đó thầy. Cao Quỳnh Anh đó. À, Cao Quỳnh Anh. Hello, hello. Cao Quỳnh Anh. Cao Quỳnh Anh. Thấy Quỳnh Anh. Đây. Hello anh. Đây là Nhật. Lâu lắm rồi. À, lâu lắm rồi. Ít gặp nhau quá, em bận quá. Rồi. Má nhanh thiệt á. Ừ, nhanh thiệt mà. Nhanh thiệt. Năm nay năm cuối. Dạ. Năm nay là năm cuối rồi. Rồi xong. Nhanh quá. Quá nhanh. Ủa, mà em học graphic hay là bên kia vậy? À, graphic hả? À. Em năm sau chuẩn bị thi lại nè anh. Tốt nghiệp xong thi lại luôn. Thi lại nữa hả? Ừ, tốt nghiệp vụ quân sự. Chết em rồi. Em thi lại cũng vẫn phải bị đi à, tại vì cái giấy đó nó chỉ miễn cho một lần học đại học thôi. Là em vẫn phải đi đó, còn không thì chung tiền. Cày chết 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 chết. Chết rồi, chết rồi. Cái đó về suy nghĩ đi nha. Sao Phương? Dạ. Thi được không? Hy vọng hả? À, nói chung là cái dáng hôm nay nó như thế nào? Mình nó chỉ thay đổi vị trí tay chân một chút và dáng đứng à? Dáng đứng. Dáng đứng. Dáng đứng à? Đứng đó thì. Ủa sao hay vậy ta? Bữa kêu có chừng có dáng đứng. Đứng thì. Hay thiệt. Hay thiệt luôn. Rồi sau đó giống cái từ mạch mãn. Giống từ mạch mãn. Có cầm gậy không? Có cầm gậy thì. Cầm gậy. Oh yeah. Tay cầm gậy là với chân trụ. À, hello Thư. Cố cố cố. Chụp 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 chụp. Chụp bằng khen. Khen nè. Em đâu, cái bảng này bảng gì á? Bảng này là bảng tốt nghiệp Big Studio. Tốt nghiệp. Tối hôm qua tụi nó ngồi tự vẽ đó, tự làm đó. À, để nhận diện đúng không? Đúng rồi. Để nhận diện lúc mà ra khỏi cổng trường đúng không? À, rồi phỏng vấn tiếp. Rồi sao nữa em? Ánh sáng nó như thế nào? Ánh sáng tạt từ bên phải qua này. Dạ, chứ không phải ánh sáng góc chính diện à? Không phải chính diện. Chính diện là của mấy bạn bên chân dung. Em à. Đúng cái phòng để lea cho nên ánh sáng nó khá là ok. Nhưng mà đúng như em lo sợ rồi. Đúng như em lo sợ là ánh sáng nó hấp vô bài em luôn. À, hấp vô bài em, cho nên là bị lóa. Bị lóa và kiểu rất là chói mắt. Chói, à, chói đúng rồi. Chói xíu là tiết đầu. Em giờ em thì làm gì đó thì em thì bảo là đội chủ em. Nhưng mà em vô ngay cái tên cuối cùng rồi, đâu có đổi chỗ được. Dạ không. Đúng không? Thật ra là giám thị kiểm sách cái giá em ra xa hơn, nhưng mà thôi em đâu có... À, xa hơn thì bất lợi cho em, đâu đúng. Có thấy gì đâu. Thôi em chịu, khó nhất mắt một tí nhưng mà chẳng nên được. À ok, qua qua đi gì em. Ai bữa ra hả? Em dựng hình có kỹ không? Ba tiết. Anh đang xong rồi. Ba tiết dựng rồi. Anh đang xong đầu tiên. Một tiết cuối cùng lên sáng nay lắm. Không có hối đâu. Ờ, ok. Nhớ, nhưng mà vẫn nhớ là ngày mai kiểm tra lại, kiểm tra dựng hình lại nha. Chứ đừng có chủ quan nha. Ừ, ok. Tại vì nhiều khi ngày mai cái dáng người ta hơi thay đổi một chút á.
thì nên kiểm tra lại thêm lần nữa cho chắc, tập trung dựng hình. Ủa em tới đây hẳn luôn hả? Từ tới lớp rồi tới đây chứ. Đâu em có nhắn tin cô trước rồi mà. Vậy hả? À, em để xe đâu? Xe đâu vậy? Ừ, ok. Giống như Ray nếu là mẹ đúng ra là em làm giám thị thầy. Ủa vậy hả? Nhưng mà em không có gọi báo lên trường để xác nhận. Thành ra là không có. Chứ em mãi mãi không, em qua em tự nào quên, em đi ngang ho cái. Thôi. Rém liền, không dám vẽ liền. Hồi xưa cô cũng làm giám thị hàng lang nè. Hồi xưa cô cũng làm á. Ủa rồi Ngân đâu? Uống nước ở đâu? Trong hẻm á hả? Bên ngoài hả? Ủa còn bán đó hả? Sao em biết? Hồi nãy em qua đó em đứng mà. Xong rồi em thấy thầy với cô bên đây, em mới chạy vòng xe qua đây. À như mọi năm rất là đông. Ủa ai đây? Ai đây? Đội quần luôn. Hello nhỉ? Em cho chồng xin cái ghế chị. Dạ. Chị em long vào hút luôn. À vậy ha, ok, rồi. Rồi em lấy chai Coca nha. Rồi. Có chứ, cho em xin ly đá đi. Rồi sao mọi người? Hình như nghe đồ hôm qua Nhi không có đi cái kia đúng không? Đi cái tập trung trước ngày buổi sáng á. Ngủ quê nè. Rồi. Hôm nay phòng thi thì sao? Review phòng thi đi chứ. Yeah, chưa móc được góc 1/2. 1/2. Đỉnh vậy. Không ai hẹp dặn luôn. Vậy hả? Không ai hẹp dặn luôn. Nhưng mà cái dáng đứng đúng không? Đứng hết đúng không? Thấy chưa, nói rồi. Cái hôm thi cuối cùng á, thầy kêu là coi chừng dáng đứng nha. Ai ngờ dáng đứng thiệt. Thầy cầu cho đây đứng lên đứng cũng được. Dáng đứng thì ok rồi đúng không? Cũng biết thấy hình tượng thôi chứ không biết nói gì. Nào để coi ai. Đâu Phát Thảo này qua ai? Phát Thảo đâu? Ủa sao này không giống dáng đứng, cái này giống dáng ngồi vậy? Này là giống dáng ngồi vậy? Giống dáng ngồi trên ghế á. À ok. Trời ơi, chưa gì la 10 điểm mà thấy teo rồi. Phải la 20 điểm. 30 điểm. Gì la 10 điểm là thấy teo rồi. Ừ, đâu Phát Thảo lại cái dáng thầy coi với. Nhớ rồi. Vậy thầy cũng vậy giỡn mà. Mẫu cao hả? Phòng em không phòng thần không? Mẫu. Cao hơn chú Thành nữa. Cao hơn chú Thành nữa. Như là sinh viên trong trường đẹp trai đó. Vậy hả? Bảy đầu. Bảy đầu. À, nhớ đo tỷ lệ chữ ký nha. Nhớ đo tỷ lệ chữ ký thầy chỉ dặn vậy thôi. Bảy đầu thì cao thiệt nhưng mà cơ bản là mình phải lùi ra xa mình nhìn coi phần đầu nó có bị nhỏ so với tổng thể hay không. Thì bảy đầu cũng ok đi nhưng mà cái đầu mà nó nhỏ quá so với cơ thể thì coi chừng á. Nào coi hình Phát Thảo coi. Coi hình coi Phát Thảo vậy. Cái này em nhớ là trong người Phát Thảo trong đấy rồi. Làm gì có phát cái hướng. Trời góc em ngon vậy. Góc em đẹp lắm luôn á. Mặc dù em đứng, mặc dù em bốc thăm cuối nha. Ừ. Đem đẹp thiệt. Ok. Ê, Ngân. Đó rồi. Nắng qua đây ngồi. Nắng quá. Nắng qua đây giờ qua đây ngồi. Giờ đây ngồi đi. Nắng này ấy xong về là đau đầu luôn á. May quá, có chỗ ấy rồi. Ủa sao nãy người ta hỏi gì em? Nãy người ta hỏi gì vậy? Cái bạn này đâu ra? À, bạn đâu ra hả? Bạn này custom ra. Chị em ngồi ké nha chị. Ngồi ké nha. Dạ, nâng kia nắng quá. Rồi vô ngồi nha. Đây cho thầy xin cái ghế. Đây cái ghế giữa, cái ghế đỏ đỏ.
Rồi, cảm ơn em. À đây thầy ngồi ghế này được rồi. Đâu Ngân? Sao rồi, có phát thảo lại không? Không hả? Có 1/2 mà. 1/2 hả? Đỉnh nhở? Toàn sáng. Sao tay của em tui xui vậy? Ê nói chứ nãy thầy đi trên đường thấy trời âm u lắm luôn á. Thầy tưởng là hôm nay kiểu nó không có nắng luôn á. Khúc bỏ Thủ Đức là mưa rồi. Khúc Thủ Đức là mưa rồi đó nha. Còn ở đây thì may quá không mưa. Nhưng không biết ánh sáng trên này như thế nào thôi. Ánh sáng trên này góc em đẹp không? Toàn sáng. Toàn sáng. Ngay cửa sổ. Ngay cửa sổ 1/2 chiếu thẳng vô luôn. Ôi mà trời. Là sáng từ đầu tới chân. Ok. Hả? Mình bốc vô góc chính diện. Rồi mình lại góc chính diện nữa hả? Em bốc 1/2. Nhưng mà mình về rồi đúng không? Về bạn rồi. Ờ, bồ chở. Má đâu, bá đâu? Ê, cho bá cầm bản đi. Bá cầm bản đi bá ơi. Nếu mà em xử lý tốt thì nó vẫn ok thôi. Thực ra cái góc của em mà muốn nổi khối á, thì phải có nền. Tại vì diện sáng nhiều quá nó dễ bị chìm lắm. Muốn nổi khối phải có nền. Và đặc biệt là những cái diện tối trên những cái diện tối mà ít ỏi ở trên cơ thể á, và đánh cho nó đậm lên, cho nó rõ lên mới được. Diện tối phần lưng với lại tay đồ. Ngược bên kia phần xa nên là em đánh kiểu mờ mờ. Đúng rồi, đánh cho nó hơi nhòa vô nền chút xíu. Cái tay hiên này nó bóc trúng góc chỉnh. Tay của em hôm qua không rửa đúng không? Hôm qua không rửa xà bông đúng không? Trời ơi, bóc số 20. Đi tìm số 20. Em có trộn lên nè, em có bóc không? Ủa, ôi, em luôn hả? Bóc người ta bỏ cái phong bì nữa. Số 20. Nhưng mà thấy là người ta đưa em là em bóc liền. Như là em đi quay cái tay rồi. Quay cho nó thiên. Hay quá. Thiên quá số 20. Chứ bị giá số 20 muốn xỉu luôn. Hôm qua chắc quên rửa tay xà bông rồi. Ân làm nhớ hồi xưa Ân đi thi mà. À quên mà năm ngoái Ân thi online mà. Làm sao mà biết được cảm giác này? À không biết được cảm giác phòng thi bốc thăm tay thúi tay thơm như thế nào. Thúi quá luôn. Rồi Nhi sao? Nhi thi chung phòng với lại Phương à. Ủa? Sao Nhi lại thi chung phòng với Phương ta? N với chữ B cách nhau hơi xa đó. Có gì kỳ á? À, mấy đứa trong phòng vẽ được không? Chắc tụi nó vẽ tốt lắm đúng không? Chưa chắc nha, ngày mai là nó biến hình đó. Em không biết nó sao nữa, em ngó phòng thì bài thì đen thui, bài thì đầu to, đầu nhỏ, có hết rồi. À, dĩ nhiên là vẫn sẽ có những cái bạn mà mấy bạn không có biết á, mấy bạn không có đi luyện á, thì người ta sẽ vẽ không có đúng. Cũng có mấy đứa vô mà 15 phút mà em thấy nó xong cái dáng rồi. Đó, vẫn có những đứa như vậy. Nhưng mà phòng em thì em đi một phòng luôn á, em thấy vẫn chưa thấy cầu thủ. Chưa, ngày mai, từ từ em, ngày mai sẽ lộ diện. Ngày mai nó biến hình. Ngày mai nó biến hình á, đừng có đùa. Thiệt, ngày mai nó biến hình bùm vô bác hết hồn luôn á. Hãy cứ nhớ nha, hãy cứ Nhân phẩm thôi, nhân phẩm gì nữa. Hãy cứ bình tĩnh, tự tin nha. Tập trung làm bài, làm bài mình cho nó tốt thôi. Tập trung nhớ, làm bài mình cho nó tốt. Nhớ những cái này dạng. Ủa ăn uống gì, uống đi ăn. Thầy cô bao. Uống đi, thầy cô bao mà. Uống đi, thầy cô bao. Ừ, uống đi, uống bia đi. Ba quát. Tài hư quát bắt chúng 1/2. À. Sao? Ok, sao rồi? À vô cái cáo mà
ý là mẫu ngồi thẳng nhưng mà phải nghiêng đầu góc 20 độ. Dạ hả? 20 độ đó hả? 1/2, nhưng mà mẫu nghiêng qua đây thì hơi chỉnh chút. Em làm sao? 1/2. Rồi. Tay sáng. Chỗ này là tay nhất, em sẽ nhấn vào chỗ. Tối cộng bên kia là 1/2 tay sáng. Em làm được không? Trời ơi, em kể cũng nghe, không phải là nói là để cũng là một phần chính em mình nữa. Là cái anh đấy, anh của mẫu, anh là làm trong lý luận lịch sử đúng không? À. Anh kêu bài của em phải là 9/8. Anh là em là, anh bảo em tốt lắm. Trời ơi, vô đây có cái con kia, nó đắm phong cách kiểu Nga, kiểu của Trung Quốc cô. Nó nhìn thấy em kiểu bình luôn. Ôi đất ơi, nó bị bao đỉnh luôn cô. Dạ. Nó bài nhát này nha. Trời ơi, tay gần sao? Tay lạnh nhất, sợ đấy. Cô nó mở máy lạnh mắt mù luôn đó. Mẫu đẹp cười, muốn đẹp cười, muốn mẫu ngon, muốn cười luôn à. May đây là được rồi đúng không? Còn mai nữa. Em thấy rất là ổn, em thấy rất là ổn. Em chỉ đẹp mà nó có mai biết được. Bộ anh mẫu đẹp dài lắm chứ, mì mắt to em bỏ luôn hay á. Trời ơi, cái ông mẫu à, vì anh em thanh niên mà lúc đầu em của anh em thanh niên nhưng mà tóc dài vậy, em được con gái vô cái mẫu này mà tóc dài như em thì ủa sao có đó phải cắt chưa, phải cắt tóc chưa hả? Tóc, em biết tóc dài như em sao tưởng người ta đắp nhuộm đen người ta không bắt tóc dài à vậy hả? Nhưng mà ông này tóc dài mình nhìn mặt á kiểu giống như bài sát sù á chị ơi, phi gia tình đó thầy. Hai mươi điểm. Mấy đứa này chưa được training rồi. 20 điểm. Nó là 10 là tiêu rồi. 20 là. Trời ơi, thôi, vô đây năm gì? Em đâu vậy? Mà thầy, ví dụ mà một bài á mà, ví dụ những cái vùng sáng này này, ví dụ vé góc sáng nha, cái này sáng hết mà chỗ nó sáng đều nhau hết thì sao thầy? Sẽ là đều có chứ, phải có gần rõ xa mờ, lại có cái vùng sáng chính. Bạn kia bạn đánh đẹp lắm. Mà em thấy chỗ nào nó cũng sáng y chang nhau, không biết có bị trừ điểm mà thấy đánh đẹp ghê. Tại vì mình chỉ nhìn thấy thoáng qua thôi, còn phút cuối á người ta xử lý như thế nào mình không biết, nhiều khi phút cuối người ta mới xử lý. Tại em đồng chung với bạn nên các em thấy như thế nào? À, thì nhiều khi phút cuối á người ta mới chỉnh phút cuối để cho nó tránh cái trường hợp bị người khác copy á. Mà sao em thấy cái phát cái tờ giấy ra em thấy bất ngờ quá, vui gặp cái tờ giấy. Tờ giấy nó dài, giấy mép. Đúng rồi, nó có chỗ để nó phát nữa mà. Nó bé hơn phải gặp nó phía sau á. À. Thì cái phát nó phải gặp vô phía sau á. Mới được. Chứ bé vô phát là không chấm bài nha. Bên này nó sẽ sáng đều, bên này nó sẽ hắt hơi một xíu sáng. Đúng rồi. Cái tấm hôm qua chụp cho nghe đúng không? Đó một ánh sáng xuống đẹp luôn. Ngồi ở lại lớp quay clip, bắn cái mặt nó ra. Em cảm thấy em rất tự tin, nhưng mà điểm sao thì em cũng sẽ chấp nhận, bởi em rất tự tin trong bài thi này. Nói chung là giờ hey yo 30 điểm. Giờ được nhiêu điểm này cứ chấp nhận thôi đúng không, vì ít nhất là mình cũng đã làm hết sức mình, em bay hết mình luôn. Ừ thì bây giờ có nhiều chấp nhận thôi. Báo nó nhảy giống mà cà tưng ghê luôn. Dư quá. Ủa hello. Vui không? Mặt vui hay mặt buồn? Thấy mình không? Thấy mình dơ. Tay ra. Tay lạnh ngắt không? Tay ra mồ hôi. Tay ra mồ hôi. Chị cỏ được chứ không? Mặt dơ không mà. Hello. Nó gật đầu là được rồi. Hello. 20 điểm. Gì? 20. 20 điểm. 20 điểm. Em chỉ mở xa rồi. Sao rồi? Tiếng 2/3 hả? Em bên tối nhiều hơn. Em nhìn nghe rồi, cho. Sao em nói to lên, nó đeo khẩu trang không nghe, nó to lên em. Em cho là mặt này sáng còn mặt này tối. À vậy hả? Ánh sáng chiếu thẳng vô mặt. Rồi ok. Làm được không? Ánh sáng đã làm được không? Chắc là đó có cái mấy cái bữa cuối chắc có nghiên cứu rồi đúng không? Thì nếu mà đó. Đâu? Anh đâu? Mẫu nghiêng 30 độ mà. Đâu? Nè, tao coi góc này. À đây nè. Mày hơi thấy phần. Kiến này nè. Kiến thần kiến. 20 điểm không?
20 điểm rồi. 20 điểm ok anh. 20 hả? 20 không? Sao? Chiến thắng sao rồi? Chiến thắng sao? Tôi đã xem đi chứ. Không, cũng được là được. Cố gắng làm hết sức rồi. Còn giờ nhiêu điểm thì phải chấp nhận. Hello. À, hello, chào đây em. Sao rồi? Em thi được không? À, vâng nè, vâng nè. Vậy hả? Ánh sáng nó như thế nào em? Dạ. Ánh sáng như thế nào? Em đang sáng tại hẳn rồi. Tại vì cao quá. Đứng trên ghế mà xong cao. Nó cao ghê luôn á. Kìa hỏi hả Ngân bé sao? Mẫu đẹp trai quá không tập trung được thầy. Nó đẹp trai quá không tập trung. Thầy lắm mấy đứa nó dạy mất. Em được cái góc gần mẫu luôn á, nên là em thấy rõ đường mặt mẫu như thế nào. Ủa vậy hả? Được cái dễ giống mẫu. Thôi được rồi, giờ thì ráng hết sức rồi, giờ thì có nhiều điểm thì cũng chấp nhận thôi hả? Giấy A3 hả? Ủa sao A3? Một bên em là cũng A1 nhưng mà... Ủa vậy hả? Bên em là A1 nhưng cái phách lên cái tự nhiên nó thành A. Nếu A3 thì nhỏ, vẽ 5 tiết như thế là có nhiều thời gian để tả lắm. Sao rồi? Các bộ coi thi là phân bài ngay trong lúc anh làm bài luôn rồi. Dạ đúng không? Sao sao vụ gì? Vụ gì? Mấy cái bài xấu á, để qua một bên luôn, không rờ tới luôn. Ủa vậy hả? Ờ. Mà có sao thì phòng em vậy thôi đúng không? Đâu, phòng Ly cũng vậy nè. Ôi, ba em á, bài điểm đi tỉnh mình xuống luôn, hai bài luôn. Ôi, đúng rồi đó. Nhưng mà mấy cái hai cái phân thi luôn. Nó lật bố cục mà nó lật một bên luôn á thầy. Ủa, năm nay phân loại ngay từ trong phòng luôn hả? Không, xếp bài phân loại luôn đó. Nhưng mà năm nay nhiều đủ phòng thi nó có phòng tao phải ít nhất 5 quần áo quê luôn á. Phòng của Tiền cũng có. Thì là có thằng kia vẽ y chang anh luôn. Tùy phòng á, phòng bây giờ có em với hai đứa nữa. Luôn không cắt trường em mà y trong cái tờ mình hay in đó. Trung Quốc chứ bá hay con bá hay con bá chen luôn bá 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 đây đây chỉ đen á đen xì luôn không bóng dầu luôn bá lại đây quay đây quay hát ngoại karaoke thôi cái gì vậy ca xong đào trời đúng là hậu ca Sakura. À, đúng điểm mà. Mai còn thi đấy, chúng ta nên bình tâm, đừng nói gì hết. Nhưng mà đừng hết bài điểm. Chết rồi, thấy mặt đần đần rồi. Tiêu rồi. Rồi, xong rồi, xong rồi. Chết rồi. Bảo đây coi coi. Các bạn bỏ khẩu trang ra coi. Bỏ khẩu trang ra coi. Rồi, mặt bé đần đần rồi. Từ từ. Giới thiệu, đây là nung dừa bến tre. Luôn. Ủa vậy hả? Sáng đẹp không? Sáng đẹp. Ủa anh sáng đẹp siêu đẹp luôn. Chẳng đồng thấy á. Cũng đẹp như thế này luôn. Hơn quá cô ơi. Hôm nay thì á.
phòng em là cũng ánh sáng rõ hết cuối á, hơn rất tiền ngoài luôn á, chính là cái cửa sổ đằng sau á là mình tối lại, xong rồi mở cái cửa sổ bên kia cho ánh sáng nó một bên lại qua á, ánh sáng cạn dưới thôi, không có nhiều dưới gặp gầm gầm cầu. Trời ơi, mấy cô đã ngồi đá đây là an toàn. Mấy đứa thấy cái này cô dẫn mấy đứa dễ dập cầu đúng không? Đúng rồi cô. Sáng đẹp không gặp cầu nhiều. Nhưng mà nó đẹp hơn đúng không? Nhưng mà mình phải khó làm. Mình phải thật vẻ khó hơn để đi thi dễ toàn. Mà em thấy bài lớp mình thích kỳ cô hè thường đi thi mới thấy lớp mình nhiều VIP lắm. Đúng rồi đó cô. Phòng em với phòng tùy cái bên nhau nè. Cô nếu mà tính ra phòng em mà trừ những cao năm cao thủ thôi là trong lớp thôi đó mình thấy đó. Mà cái này không phải là tụi cao đâu mà nó thấy lớp lớp đứa em có một hai cái xì luôn. Lớp em làm chưa xong anime anime gì cartoon đúng không, nó quay cũng còn bé một tổ hay kiểu không biết nó có bị lỗi bố cổ không, không biết cái lỗi bố cổ tại vì hello anh sao rồi à, bài mà bị rách rồi. Ủa sao vậy? Rất gốc rồi em hút cuối á hả? Rồi em có lấy dông keo giá lại không? Không giá là thầy dám thì... Ủa vậy hả? Em chắc không đến nổi đâu, rất nhỏ đúng không? Ờ đâu chứ một phát đâu. Rất cái gốc quá hả? Cái gốc hả? Gốc ở dưới. Căng vậy? Thôi kệ đi, không sao đâu. Kệ đi tao mà còn ai. Hút cuối á mà, rất xíu người ta không quan tâm đâu. Em làm được không? Dạ bài làm đủ. Dạ hả? Dạ. Góc chính diện. Chính diện à? À vậy góc 22 vé rồi. Dạ. Rồi ánh sáng như thế nào? Dạ ánh sáng từ bên phải qua ánh sáng vậy. Trời ơi, giống ánh sáng dưới gầm cầu quá vậy. Ánh sáng giống ánh sáng dưới gầm cầu quá. Mà không ai được bài luôn. Cái góc này quay lưng lại nè. Mỗi người bạn không? Mình bình ngồi ngay bên này luôn. Không, tôi ngồi bên này. Nhưng mà mỗi quay qua bên này. Mẫu quay cái bên này là ánh sáng của mấy bạn siêu đẹp nữa. Mẫu ngồi nhìn thấy bạn tay mẫu này mẫu nọ. Mẫu đẹp trai. Mấy xe thì khói nhầm quen. Mấy xe thì khói nhầm quen. Mẫu đẹp trai. Mẫu đẹp trai. Mẫu đẹp trai. Mẫu đẹp trai. Mẫu tin ngày mai chém tụi nó hết. Trời ơi, căng quá. Nhẹ nhẹ thôi, nhẹ nhẹ thôi đứa. Mấy đứa ơi, bình tĩnh. Bình tĩnh với đứa ơi. Đừng căng người khác. Đừng căng quá, đừng ganh quá. Trời ơi, chị đó, tôi chưa dám. Ủa? Ủa? Nó lẹ vậy? Ủa, điếng nào vậy? Vậy hả? Rồi, một người. Rồi, hôm nay tập kết ở trên lầu 1 canteen nha. Nay là mưa quá cho nên là không đứng ngoài đón được. Hôm qua thì rất là nắng, hôm nay thì rất là mưa. Nắng mưa là chuyện của trời, đón học sinh là chuyện của tôi. Đâu? Trong cái ô màu xanh. À sang thiệt. Rồi thấy rồi, thấy rồi. Yeah. Người thứ hai. Đây em. Đây. Thấy mặt buông buông rồi, chết rồi. Em bất ngờ. Rồi, mặt buông buông rồi. Có đề không? Có đề không? Không cho đem ra hả? Đề là gì em? Đề là gì? Sử dụng họa tiết màu sắc với đem màu chủ đề mùa thu. Đề mùa thu hả? Cắt điệu cái lồng đèn. À, lồng đèn to không? Lồng đèn to không? Không, lồng đèn cũng bình thường. Bình thường hả? 29 xăng thì vậy. 12 xăng thì vậy. À, 29 xăng chiều cao, 20 xăng chiều ngang. 12 à? 12, à 12 rồi. Là chiều ngang thôi. Ủa? Ôi. Không. 12-24 ta. 24. Ủa là sao? Rốt cuộc là chiều cao 29. Chiều ngang 24. Cũng to đấy. Và kết quả là
kết quả là hơn tôi. Kết quả rất là ố về. Sao? Dạ. Dạ chắc được á. Chắc được rồi á, à, đỉnh vậy. Chắc thôi mà. Cam cam rồi. Mà em thấy lớp em phải tím không? Chết rồi, nhổ mấy em tím lên một đâu coi. Yeah. Yeah. Là cái màu vàng trầm cũng mà thu. Đúng rồi. Nay 10 điểm là đúng rồi đó. Rồi. Đâu đâu. À kiên thiệt. Mà điểm nghe cay quá à. Mà điểm nghe chua quá. Hello em. Ý chết chết chết. Đây bạn hãy cầm cho. Sao sao ren dữ vậy? Sao ren dữ? Ôi chị thư quá. Đâu giờ phỏng vấn xíu ra, phỏng vấn nhanh coi giờ thi được không? Dạ được. Nửa buồn, được hả? Nửa buồn nửa vui hả? Rồi. 50-50. Vui không cần gì. Vui nhiều hơn buồn hay là buồn nhiều hơn vui? Sắp xỉ. 70-30. 70-30. Nghe ghê vậy trời. À hello Ngân. À tiếp nối series phỏng vấn. Cái gì ạ? Dạ, cái lá phong nó có liên quan với mùa thu. Lá phong là đúng rồi. Sao? Sao bé thỏ lồng đèn hả? Còn kiên bé gì? Em dễ ăn thỏ. Thỏ luôn. Và cái gì? Cà rốt. À. Cũng được. Nó có đeo cái em có đeo cái gì khăn quàng kiểu như mùa thu tới. Vậy hả? Scarf. Ủa vậy tuyền bé gì? Em bé con chim sẻ với lá mùa thu. Chim sẻ với lá mùa thu hả? À, nó không liên quan lắm. Đâu? À Việt thiệt. Trời tiên. Ôi la vậy kỳ lắm. Ở đây. Em đẻ một mùa trong năm đó. Em đẻ gì vậy? Chưa. Chưa có đề. Đề chưa có nhưng mà biết đề là gì rồi. Nó to lên việc hết thôi hả? To hết thôi đúng không? Có lúc đầu mới vô mẹ đi. Trời đất ơi. Nhìn đó. Nhìn đó. Con bóng đó nè. Ăn rồi. À, em đây chơi em. Đây. Đây. Em làm cái gì ạ? Chiếc lá mùa hưu với lại bóng lên. Rồi em làm cái gì? Tao biết mà. Em làm cái gì? Trời ơi. Bánh bông hàng này đi cái game mà xanh vàng cam mỗi lần là hợp đúng không cô? Hợp. Xin chào các bạn. Ôi ghê vậy ta. Này là đêm ơi. Lên lầu 1 á, lên lầu 1 nha. Chết rồi, để xe với em không bên tao. Em thấy cô.
Cái bà bán nước bà nói em là con vô nhanh nhanh rồi con ra con lấy xe nha, chứ con không ra đâu, coi xe con hoài. Bà nói cũng đúng á. Chị có gửi xe không biết, giờ vô chùa hình như đâu có cho nó đâu, giờ ra tim giao bản rất là tích cực luôn á, tim giao bản siêu tích cực luôn. Ủa về quá hả? Nếu như về họa tiết thì em trúng thủ, nhưng mà màu thì nó chẳng quá à. Tao biết mà, màu em nó chung, nó nổi tươi. Nó tươi kiểu như mùa xuân á thì em không làm cái đó được. Nhưng mà nó ra mùa thu các em phải làm cho nó trầm, nó phải trầm xuống luôn luôn. Nhưng mà em làm đỏ đồ. Dạ có. Ok, đỏ đồ ở được rồi. Chờ kết quả thôi em à. Chúc mừng em đã hoàn thành 2 môn thi nha. Lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Long đâu, Long đâu? Long chưa đến lòng rồi. Hôm nay trời mưa rất là to. Mấy bạn thi bên thiết kế thi tới hai tòa nhà khác nhau. Hello Thi. Sao rồi? Sao tốt kịp không? Trời, chiến thần hết hơi luôn rồi đúng không? Tôi cháy máy hết hơi luôn rồi. Nó đi đâu á? Mà tôi không được với lạ. Ôi trời ơi, mày sao? Bây giờ tiếng gì đây? Ờ, mày bẻ gì vậy? Nó to lên em. Cái gì? Bánh trung thu. À, bánh trung thu hả? À. Đề nó dễ liên tưởng quá mà. Cái đề nó dễ liên tưởng quá mà. Bữa hôm qua tụi em cứ ngồi, có khi nào nó ra bốn mùa với lại ra khóa lại gam màu không? Cái nó khóa liền. Trời ơi, chấn động cuộc đời luôn. Bây giờ cái gì ta gọi là gì ta? Cuốn sóc đầu đời. Cuốn sóc đầu đời. Không sao, nếu mà năm nay mình giải đề không có được thì năm sau mình giải lại. Đúng không? À, hay quá. Còn trẻ mà, thích giải bao nhiêu lần cũng được. Trời ơi, năm nay giải không được, năm sau giải tiếp gì đâu, còn trẻ mà, đúng không? Giải bao nhiêu năm chẳng được. Đâu nó đâu? À đâu, để zoom lên coi. À đứng từ xa. Nó chạy kìa, nó chạy kìa. Thấy cái mặt nó vui lắm luôn á. Lại đây. Lại đây với anh Ngân nè. Em làm giữ góc độ của em. Wow. Em bài gần nhất. Yeah. Em vẽ á. Em bỏ cái vai khủng long, em thêm tay thỏ. Kìa. Nhìn tay thỏ nó đang chơi với cái lồng đèn. Rồi, ngon. Nhập. Cái này cũng ngọc nhập rồi. Ngọc đó rồi. Ném gì, ném gì. Hai Lam ơi. Bả luôn hả? Đây này. Alo. Quê cái con khủng long, tôi cắt cái gì khủng long tôi cắn tay thỏ vô. Ngon quá chừng nào luôn. Chưa 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 đâu, đi chàng cái áo luôn chị, cái màu giống như chị. Trời ơi chị em. Cái đó đẹp quá. Duyên bé gì Duyên? Dạ bạn. Tại vì nó có yêu cầu. Dạ, lá phong quá hả? Dạ, lá thường. Sao bảo? Thấy được không? Hả? Rồi mặt buồn rồi. Hôm qua buồn, hôm nay cũng buồn. Buồn cười, không ai buồn mà. Bài chiếc bánh thì nó hơi nóng quá, nó không có cái mùi nghĩ như vậy. Đi xin nước vô đâu anh? Đi vô lầu 1 thôi. Ủa chị, ví dụ mùa thu á thì chị sẽ làm gam gì? Ví dụ năm nay chị thi đi, chắc chị đi cái gam giống như cái bài cái ghế tập vệ đó. Cái bài gì làm về mà chị sẽ đủ nóng rồi làm xong để kiếm lên dùng cái đó, có cái chảo với cái tay á, không biết hay à. Cái bài đó chưa đăng cho nên là em chưa biết á, tại vì cái bài đó Thư còn sửa chưa xong. Em tính ra tới lúc em làm xong rồi, giờ tới lúc tụi nó thi là cả năm, chắc cái giấy nó ố, chắc giờ làm lại ố rồi chứ, ố rồi giờ về làm lại luôn. Tụi anh làm được không? Em cũng vậy, coi em dơ.
Hả? Sao sao? Trời, không kịp trời, mai đâu. Tuấn Anh nó còn mai che nữa kìa cô. Tuấn Anh sao quá. Tuấn Anh mày đã khác. Đẹp không? Chưa bao giờ thấy Tuấn Anh mà đẹp không? Thấy cái gì? Cái đồ ăn của mẹ đây. Cái đồ này để đồ ăn đó. Có gì vậy? Cô không? Phải lấy gì đó đi quay xung quanh. Em để cái lá vô. Hoặc như cô mà. Mùa thu mà, mùa thu mà. Ờ, mà đẹp màu gì? Màu gì? Màu gì? Xanh, xanh lục cái với xanh lam, trắng đồng. Rồi, đi bên sau em. Em quen rồi, giờ đằng sau cái màn đề để em ra đây cho cô xem cái gam màu của em xong rồi thu được cái điểm phụ luôn. Em có gì là biết trước rồi. Đừng có để trời đất ơi. Cô hôm qua, hôm chị Thư hôm qua nói chơi chơi ai về vô thiệt. Ừ, nói gì hôm qua là đúng. Chị Thư nói gì nói em nghe. Chị không nghĩ là nó sẽ ra cái đời mà có giới hạn màu luôn đó cô. Ủa, đề giới hạn màu hôm nay hả? Tại vì nó là chủ đề mùa thu của thầy. Họa tiết và màu sắc. Họa tiết, màu sắc là... lấy cảm hứng từ mùa thu. Vậy là cũng có giới hạn một phần xuống rồi đó. Biết đâu ngày mai đề bút cục sinh hoạt cũng giới hạn màu. Hôm nay đề có hạn màu. Cái nào cũng có màu sống. Buffet Misa. Lại gấu à? Dễ gì vậy? Gấu như cái lá thu. Rồi, lá thu là gì? Lá phong. Lá phong. Được vậy, lá đu đủ nha. Lá đu đủ. Lá đu đủ màu vàng. Lá đu đủ màu vàng, có gai. Em đu cái màu em đu như mà em thơm nâu với thơm vàng. Ra. Đúng không? Ghê chưa, ghê chưa? Ghê chưa, ghê chưa? Ghê, ghê. Gấu. Alo. Không có nghĩ tới thấy mùa thu mà. Tao đọc đề xong. Tao liên tục. Chùm gấu rồi. Tao bỏ cái dây, tao bỏ cái bay của con lòng ra. Tao gắn tay bỏ vô. Mở sắp cái lồng đèn hết trơn. Chùm gấu. Dễ gì? Mày dễ gì? Con khỉ. Con khỉ. Không hiểu sao nó dễ con khỉ với cái chuối. Trời ơi. Khỉ với cái chuối liên quan gì mùa thu ta? Lồng đèn hình trái chuối hả? Nhưng mà chị Thư nhìn mày không thủy chuối em thôi em quốc không nhận gì đó. Nó hơi màu sao? Em thích làm bài không? Hay nhưng mà màu đó không thích làm cái màu. Màu em ôi ôi. Nhưng đâu rồi. Hello. Được không? Không kịp hả? Con không kịp. Con không kịp với con rối quá. Thành ra trên bảng màu đã pha sẵn nó có cái màu nào là pha lại cái màu đó rồi tô. Tô cho hết. À tức là tô cho kín tài đúng không? Tài cái màu lẻ này. Được rồi. Thôi. Chúc mừng em giờ đã có thể nghỉ ngơi được rồi. À. Này ha, mấy đứa thiết kế nó ra tới hai nơi. Một nơi bên tòa nhà thực hành với lại một nơi bên tòa nhà lý thuyết á. Cho nên là mà gặp trời mưa nữa. Cho nên đứng ngay canteen để quay thôi chứ không có đi ra ngoài để quay được. Sao Ngọc, sao Ngọc? Nói phát đề ra nó làm sao? Nó mất bình tĩnh lắm thầy, kiểu mình rối loạn luôn á. Tại cái màu em đưa trong đó á là màu tông lạnh mà lạnh trầm mà rút cuộc ra là mùa thu. Cái rồi em phải bình tĩnh, em suy nghĩ là bình tĩnh bây giờ bình tĩnh là mấu chốt. Cô dặn bình tĩnh à? Cô dặn bình tĩnh. Nó bình tĩnh mới suy nghĩ được, bây giờ mình thêm mùa nâu nữa là nó thành mùa thu rồi. Rất tuyệt vời luôn. Con gấu đúng không? Tao nghĩ mày là mày sẽ bỏ cái tay gấu cái này nhỏ vô. Sách lồng đèn. À Thuận nè. Hello. Sao Thuận? Được không? Làm bài được không? Mày biết tao vậy có gì đâu. Hai người hai chị đó xấu quá nữa rồi.